Chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì có một cái tin cũng là chấn động ở cái chân là phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Thì có một người chú, thì chú bơi chiếc xuồng ra ở ngoài một cái con sông lớn, thì đi ra chiếc xà lan, thì không may đã bị một chiếc xà lan kia thì đã tông chú, là chú qua đời nha. Thì chú đã mất tích là ngay chân ngày là mùng 4 tây tháng 11 nha. Thì hôm nay là cái ngày là 6 tây tháng 1 thì đã tìm được là chú nha. Thì hôm nay là tí là Cà Lâm sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem, là đưa chú về nhà để làm hậu sự cho chú nha. Đó, thì giờ các bạn thấy là bà con đang đứng ở phía sau của cái ngôi nhà, thì đang trông mong để là tìm được một cái người chú để đưa cho chú về nhà để làm hậu sự nha. Nó gửi mà, nhưng mà thực tế là cháu nó không tìm hiểu. Nhưng mà bà tôi là bà và vợ ngoan, bà có nghe bà nghe lén bà nói anh tôi nó có nói tiếng sao bà tôi tâm sự với chị. Trời ơi, không anh tôi là của chị đang đứng, của chị khóc luôn. Là con gái của chú Tư, gái thứ tư. Dạ, rồi gái thứ hai nè. Dạ. Dạ dạ. Có chồng xa không à, dưới mình đúng. Dạ. Còn mang hai chồng nó ra lộn nước ngoài nó mới. Không, ở đây mà ở đây. Tự nhiên là em rước cháu vậy, nó bữa nay không rước cháu. Gãy tới không rước con nữa. Cháu với cháu nội về nói ông nội rước con bữa nay là mơ mốt ông nội không đưa mà không rước con nữa. Trời trời. Kêu đổ kêu đó mà. Ủa. Con đi. Thì tất cả tôi có hai tiếng hồ xảy ra. Hai tiếng hồ đó anh thấy mà lâu rồi thì mình nghĩ là ông mặc cái chối. Dạ. Ngoài Bình Dương chứ không phải Bình. Trời ơi. Chú phải nữa chứ phải mình. Khi mà của chú nói cái câu đó là cỡ chừng 2 tiếng hồ sau là là có chuyện xảy ra ông ơi. Bà xuống ra là anh nó bị mấy nhà trước thì anh biết là anh cái chối. Dạ. Mày nói có 2 tiếng hồ sau. Nhưng mà tôi có chồng xa làm sao tìm hiểu cha con chân cháu được. Dạ. Ông nói bình thường làm sao cha chân cháu. Dạ. Nói như là cái lời là nói hàng ngày vậy thôi. Chứ phải mà phải bệnh hoạn thì nó bệnh hoạn rồi mình nó quan tâm. Trời ơi. Rồi. Mà tới chừng mất rồi mình đi chờ cái câu nói đó mình thấy cháu nội nó nói. Con cháu nội nó kể không, nhưng mà cái người cháu nội lớn hơn chưa chị? Nhỏ lớp 5 mà còn nhỏ. Nhỏ mới lớp 5 rồi. Giọng đó anh Trung giọng đó, gọi nó ổng tự nhiên ổng nói vậy đó. Trời ơi. Tới nào mà bị tai nạn là nó mới nói nó khóc nó thương ổng nội vậy đó. Rồi rồi biết rồi. Thương chú Tư ghê. Dạ. Nói với cháu nội. Dạ. Thôi nó gần xa dữ trời. Cậu một phút quay lại được rồi, cậu đi xa dữ vậy. Ủa như vậy là mấy chiếc ghe đang cào dưới sông luôn hả chú? Có một chiếc. Con chiếc qua. Con chiếc một. Cháu lên gì nó không báo gì là cào chiếc một. Dạ. Còn nữa là giá da còn chạy thịt lên nó lại nó cũng như vậy. Con nhớ nha,
Dạ tại vì đứa con á. Dạ tại vì giờ con nghĩ là giờ một cái sông lớn này mà giờ mình biết dằn đứa con. Dạ. Quá trời bự luôn mà. Đứa con nó ra tới đó chứ còn không cho con nó qua tới dẫn á. Dưới phần con thấy là những cái chiếc xà lan nó chạy rất là nhiều đó, chú có khi nào mà nó cuốn chú đi luôn không ta? Cái đó mình không hiểu được. Dạ. Tìm hiểu đâu, như xà lan đường này xà lan chạy dữ lắm mạnh. Dạ. Dữ lắm nhiều. Tại vì đổ lên đổ xuống. Tại vì nó đổ hàng về thì nó chạy xuống. Dạ. Nó đổ xe xà lan gì không anh lại đổ lên. Dạ. Nhưng mà xà lan nó chạy lên này nó tới ông Tư này là nó nhận luôn, ông nó không biết luôn, tôi nói vẫn biết luôn. Dạ. Nó chưa hay nữa. Đúng ra hôm nay là 3 ngày là chú phải nổi cao đi lên luôn rồi đó. Đúng, chính xác. Cao luôn. Đúng. Nó nổ phình đi lên cao luôn nè. Con người nếu chết dưới sông. Dạ. Ông hai bà gì cũng vậy, chết lên rồi nổi đứng. Bờ trên cao lắm. Bờ cao lắm. Khỏi ngang cái cần cổ mình rồi biến ngang ngang. Dạ. Nam thì đưa xương mông, còn nữ thì nằm ngửa. Dạ. Dạ dạ. Sắp thử rồi chưa giờ vậy đó. Dạ. Nếu muốn nổi lên là nổi đứng, giọt lên cái cao lắm nha. Dạ. Tôi từng biết tôi giấc thì chết chứ không. Đó 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 là cái ghe, đó là ghe của anh 11 phải không? Thằng ngon quá. Đúng rồi. Chạy 11. Giờ chưa hạ rồi không gặp rồi. Giờ hạ mới gặp. Dạ. Đó thì bây giờ các bạn thấy là giờ khi mình nhận xác được rồi là hạ cờ đi. Bây giờ là mấy anh em đang là rất là tích cực nha, để hôm nay là cỡ nào cỡ cũng phải tìm được là chú luôn nha. Ghe chứ có cái chiếc ghe chà bá luôn. Dạ chiếc cái ghe quá trời bự hả chú. Con mũi ghê chứ thấy không? Ừ, sao thấy? Ngồi cabin lái ra làm sao thấy? Ờ, cũng nhận. Đâu phải như ban ngày gì đâu. Gì vậy? Nhận ra đám mãn còn chưa thấy, đừng có thùng nó từ từ. Đủ nhận ra đám mãn còn chưa thấy. Những người mà đụng nó là ta sẽ không thấy. Ta chưa tìm hiểu luôn. Dạ. Đủ. Nó đâu, xà lan bây giờ mấy trăm tấn thôi. Hồi mới đem cậu Út nó mới show ra nè. Dạ. Nghe này sao? Rồi cái kia cào luôn ta. Cho ông muốn chết rồi nè. Mấy ông hưởng chơi rồi mà như nhà ai cũng hưởng này. Ngoan mà chỉ nhà lo hai đứa nhỏ thôi. Thì bây giờ đó các bạn, thì bây giờ là những cái người dân thì đã là thông báo về trong cái gia đình thì đã là tìm được chú nha. Tôi nhận ra là rồi. Đó thì giờ bà con rất là đông luôn. Đó thì bây giờ là khi mà nhận được đó thì bây giờ những người trong gia đình thì đang đốt nhang để cầu nguyện đưa cho chú về nhà nè. Quá trời mừng luôn rồi. Bây giờ thì ở đây giờ bà con rất là đông luôn rồi. Ủa nhưng mà những cái người dân báo là bây giờ là mình là tìm gặp chú ở đâu hả anh? Ở Cần Thơ luôn hả? Xa dữ ta. Qua cái mấy số đó tới dàn trong chăn. Trời ơi. Cũng nếu rút đường trong chăn là có tìm chỉ lãng nãy là cái đống chà ha. Đống chà. Cái đuôi nuôi cá của bà mấy nó quặn qua mấy dòng ổng nằm đó chứ nếu đừng có cái bè cá thì ổng vô được trong chăn rồi. Là từ ở đây mà mình đi xuống tới đó là khoảng bao nhiêu cây số chú? Xa dữ không? Không có hả? À. À mấy bốn cây không? Cái gì? Đường lộ mình cả trăm cây số. Cái gì? 70 mấy cây. Đây chú Cần Thơ. 7 mấy cây số? Ờ. Còn cái đường trong này là 6 mấy cây nè. Gần hơn chỉ có 10 cây số thôi. Trời ơi. Chú biết cảnh này cả là mấy cây chứ. Ờ đúng rồi. Thôi nhưng mà tiền được thì cũng quý rồi. Quá quý rồi. Dạ. Ăn tôi được thì tôi mừng rồi. Tôi nghe lo tiền được thì đâu. Mặc dù anh mình không còn ăn nói nhưng mà thấy cái xác được. Dạ dạ. Quá chào mừng rồi. Quá mừng rồi. Em cháu, con cháu tôi về nó mừng lắm. Dạ. Hãy tôi tính mặc đồ ra để chạy bắn nè. Rồi. Chăn lớn cũng là cũng ngồi đi với mình. Đó
thì bây giờ các bạn thấy là trong gia đình thì bây giờ đang là che những cái tủ rồi bàn ghế lại nè, bạn là chuẩn bị đưa chú về nha, đưa chú về đi về nhà nha. Nhưng mà phải nói có anh 11 tìm cái có liền ha. Hay quá anh 11. Thì mới nói là sát thủ. Vậy là chứ không sát thủ ai tận dụng. Còn trong này phải không? À nó sắp xếp tới đây rồi nè. À. Cái quần tụt ra về cho cú đít ra luôn mà. Tự hồi mà khi mà anh đi xuống ghe cỡ bao nhiêu lâu là anh gặp vậy? Đây chạy dưới đó một tiếng mấy đồng hồ, nó gần 2 tiếng không cố nội. Cái máy chạy 100 kỳ à. Chỗ đó là địa điểm ngay địa điểm nào? Khỏi công ty xi măng Sa Mây xuống dưới nữa. À. Nói chung là còn thấy tôi độ chừng 3 cây số nữa tới bến đò cùng cùng Hương á. Ủa nhưng mà sao hồi nãy đi về là ở bên gia là gia đình nói hôn là sợ không phải rồi là quá sợ luôn. Trời ơi, cái thằng con nó quản nó nói tào lao. Ờ, nói gì hôn là không phải. Cái áo nhận dạng đúng bằng cái áo rồi. Ờ. Mà giờ cái miệng với cái hình thì giống hình à. Ờ. Không nhìn ra nó đâu. Chứ là hôn là ở dưới. Rồi xuống dở kỹ cái mấy triệu đó. Vậy hả? Không chịu thì Papi nó đem nó chở về dưới. Ờ. Cứ nó cắt miếng rồi tháng nó trả lời. Đúng rồi. Bây giờ ví dụ bà nói mà không phải mà bỏ cái gì mà lỡ mốt phải cho mình thì bỏ luôn cái gì, đâu có nói gì được. Ủa ăn của bà nó ngay chân mà nó thôi ở ngoài trong cái gia đình thì Thu đã tìm được một cái người chú, thì bây giờ gia đình thì người nào cũng rớt mắt hết trơn nha. Đừng có khóc nữa. Vô bán cho bác thằng đi. Cái đồ ông về bác xỉu đó. Dạ. Đừng có cho bạn thấy. Không được. Con vô một con nặng ngoại đi con. Út không tiện thầy. Cho còn phải đâu mới sửa đi. Từ dưới trở về đây cũng mấy tiếng rồi. Lâu rồi. Rồi chúng tôi mới chết vào 12 giờ. Nói gì? Chắc mình về mà có cho chị cho ai.
thường cũng hay lắm. Chưa ra giờ mình về chưa gì đó thì nó có hiện hay lắm. Về mình phải cho công an tao thấy. Thì đó thì phường cho công an đó. Vậy là kiếm được hết chị ha? Kiếm được rồi 12 giờ. Là ở đâu chị? Ở dưới Cần Thơ. Dạ. Mình đang ở Châu Thành hay. Giờ tới Cần Thơ. Bây giờ là đang đợi bên cơ quan khám nghiệm đi chị. Không, chưa về Tết hả? Chưa có về. Đây nó xa không chị? Cần Thơ. Cần Thơ chạy xe cho chạy nghe gì xa lắm luôn. Dòng gì lâu quá mà đi ghe nó sẵn lắm. Như là dớt lên ba ghe chạy về luôn rồi nhắc mất ngược á. Ngược chạy về lâu á. Hôm nay là 2 ngày mấy vậy ha? 2 ngày mấy là được. Như là mình đi về Tết thì mở cái mạ cũng như 3 ngày. Đi ra ra mình đến mùng 4, bữa nay mùng 6 rồi. Chiều mùng 4 rồi nó chiều mùng 6. Mở gì? Thì alo rồi nó cảo lại cái gì? Bây giờ để coi. Mày hỏi tao đúng không? Mày đang đứng ở đây là đúng không? Mày đang đứng ở đây là đúng không? Mày đang xe chưa? Dạ đúng xe. Nhưng mà ông tôi đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó là anh Phương. Rồi bây giờ thì hỏi mấy đứa con như thế nào. Nó nói như vậy đó. Nó nói coi như là tìm được ba con là quá mừng rồi. Cũng biết ba con bị tai nạn đã chết như vậy thôi chứ không phải là không biết. Mà bữa nay là ba con là ba ngày rồi là coi như vớt xác được vậy thì mình trình cho cơ quan chức năng. Yeah. Hay bạn cho biết được vớt ba con rồi vậy là mình mai táng. Nếu mà cô nói như vậy thì làm tờ cam kết hay là cam đoan gì là con làm hoàn toàn. Yeah. Cho cha con mổ là mấy đứa con trong nhà nó nói vậy đó. Mà mình không biết cứu không được rồi. Yeah. Rồi nó nói nếu như vậy thì cho thẳng về đây. Rồi là nó nói nhắc hàng cho cha con chọn gói đi. Tại vì hả? Cô hỏi là cái năm mình còn bị cứu rồi. Rồi bây giờ là mình có biết được cái ngày mình cũng được làm để ăn cái chứ không? Chiều nay là hết rồi. Bữa 3 ngày rồi không có đẹp. Dạ đúng rồi. Ăn cái ở các nhà rồi đó. Ở Sài Gòn đó đưa xe tỉnh rồi đó. Đưa xe máy rồi ha. Ở Sài Gòn luôn rồi đó. Tuy mặc dầu cậu Út nó là em Út của anh á. Là nó đi ra ngày hôm qua là kiếm chưa có được, nó chưa có xây. Mới xây sáng bây giờ là dùng đông rồi nè. Ở là mau lắm. Làm rồi luôn rồi đó. Đó thì các bạn thấy là rất là đông bà con đi nha. Đúng rồi, mừng là mừng trước. Mừng trước đây cái chuyện sau này phải bắt rồi đó nữa. Chú ơi, một giờ. Phải cho ông nhau. Nhớ, cô mất rồi mà. Mình đã là nãy.
Nó có ngon hả? Mà phải mà tâm bây giờ quá mà biết ở vô bụng nó mày mày gặp mày biết rồi đó. Đó thì bây giờ đó các bạn, thì có một người thanh niên thì đã quay phim được một cái khúc là ở ngoài, là chú đang trôi ở ngoài một cái dòng sông, thì bây giờ là người anh đó thì đưa về để cho những bà con ở sớm đặng mà coi nha. Quá trời đông luôn. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cổng lẽ tới cầu Cần Thơ đi lấy với có cầu Cần Thơ đấy chứ cầu nào rồi tới cầu Cần Thơ, tới cầu Cần Thơ là xa lắm. Hồi nãy là nghe nói là dưới trần ốc mà đi như là không xa nó mới là nhà mặt nước. Ủa, ôi, cũng dưới bà đủ rồi nè.
kiếm gỗ đó, chứ ở đây không kiếm mà ngày qua nay có ai không nhà của huyện đâu, nhang giấy gần chết luôn đó, đó hiểu phải của huyện lên đi vậy đó. Tôi rút nhang giấy này tôi ra tới ngoài đó, trong giây lát cho người thân nhận. Tôi ra tới đây chưa được nửa tiếng hồ đó, tại vì anh mệt quá, ảnh đi với mấy tụi con nhiều lần lắm, ảnh giấy có chỗ nha, xin keo không được, mà chỗ này hồi sáng ảnh xin keo hai lần được hết trơn. Thuận nữa giờ ảnh được nói nè, phải vậy tôi mấy bữa gà đâu ra đâu có con luôn không à. Cái đâu anh? Bây giờ chưa tới mà khỏi từ đâu xíu à? Là anh nghĩ từ dưới mà chạy đi về tới đây cỡ bao nhiêu lâu nữa anh? Cỡ tiếng nữa hả? Xa dữ rồi ta. Ở dưới thơ mà cái nước chảy quá trời. Chạy không có đi. Cái này nước quá. Nổi xa dữ không chú? Xa dữ không? Từ từ đây xuống dưới xa dữ không? Dạ, em ăn xin ăn đo phải không? Biết. Chạm ổng là ngay đó. Chào cái ghe này, cái ghe xuống là đủ, mà tới cho tới chạm ổng là. Ghê này không có đồng nghệ, chú có đồng nghệ, để xuống. Ngay đó đó. Ngay đó hả? Mà ổng châu giữa sông mà không có tắm ra đâu. Châu giữa sông châu hoài vậy đó. Nửa sông á. Cái đồ nó gặp nó kêu nó mắc lại nó hư hộp chết á, là nó gặn cho cái nó gặn ra đó, thằng cái đồ nó mắc lại nó chỉ nó gặp rồi nó nãy nó ở ngày này nếu mà đò nó không gặp thì cũng trong bờ giới thì thấy được. Thank you.
Thì mà các bạn ơi, thì sớm giờ đó các bạn thì tí là Lâm bạn thì cũng có quay cho các bạn xem. Thì một người chú thì năm nay là chú 74 tuổi thì chú đã mất tích từ ngay bữa mùng 4. Thì hôm nay là ngày mùng 6 thì đã tìm được chú nha. Thì bây giờ ở bên gia đình thì cũng đã cơ quan chức năng tới thì cũng đã khám nghiệm tử thi cho chú luôn. Thì bên chị Hòm thì cũng đã tới rồi. Thì bây giờ thôi, bây giờ tí là Lâm thì cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Lâm đó các bạn. Hãy cho tí là Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tí là Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.